Con xin chào cô và các bạn, con tên là Nguyễn Ngọc Bảo Anh, con học trường Vinschool lớp 2A1, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con sẽ giới thiệu về ma cung của con. Ma cung số 1 của con gồm có dâu quốc kinh, và một cái bánh mì, và một cái trái chuối, và một cái donut, và một quả táo. Khi mà con thích nhất là năm quật dấu quốc kinh, bởi vì năm một và nó có trang phục rất là đẹp. Đi, giờ con sẽ chạy. Khi mà con chạm tới cái bánh donut thì nó sẽ biết có tiếng kêu và nó sẽ biến mất. Và khi con tới cái bánh mì thì nó sẽ có tiếng bình một cái và nó sẽ biến mất. Trái chuối cũng tương tự như vậy. Và con sẽ tìm đường để đi vô để ăn trái táo. Bây giờ con sẽ chuyển thành màn, con sẽ chạm tới cái mũi tên và chuyển thành màn hình số 2. Và khi mà con ăn cái bánh sinh nhật thì nó sẽ hết một bài là Happy Birthday to you. Thách của con sẽ là vượt qua con dơi để con ăn. Bây giờ con sẽ chạm vào con dơi và con sẽ bắn lại chơi lại để chơi. Con sẽ ăn trái táo và đi qua cái mũi tên để chuyển màn hình thành về cung số 2 của con, có ghi dâu bút kinh và một cái bánh sinh nhật và một con dơi và hũ mực. Con chạm vào cái mũi tên, nó sẽ thấy tiếng kêu và bị mất tiếng. Bây giờ con sẽ chạm vào lá cờ xanh để chuyển thành màn hình win. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Xin mời các bạn và cô mời nhận xét. Rồi, cô cảm ơn phần trình bày của Bảo Anh nào. Cô mời các bạn nhận xét bài của bạn Bảo Anh nào. Cô mời bạn Đặng Nguyên Bảo nhận xét bài của Bảo Anh nào. Con thấy bạn làm tốt ạ. Làm tốt rồi. Rồi, cô cảm Nhưng mà ơn. nó hơi nhỏ. À, nó hơi nhỏ. Có bài bạn Duy nào, Duy nhận xét bài của bạn Bảo Anh nào. Duy nhận xét bài Bảo Anh nào Duy. Nó giống cái cờ con vì vì con là cái quên cô. Con cho con bạn g của
Tên gì cô? Bạn là Bảo Anh con. Bạn bài của Bảo Anh giống Được rồi, bạn Bảo à, vì vì con cho cái quên à, rồi, cô bảo con là cho rồi, cô cảm ơn phần nhận xét của bạn Di nhá. Rồi cô mời bạn Kiên nhận xét bài của Bảo Anh nào. À, thưa cô thì bà làm rất là tốt, con thấy rất là hay ạ. À, con Rồi. chỉ cần bạn đọc to thêm một chút nữa là con thấy hay rồi. Rồi, có cảm ơn phần nhận xét của các bạn. Cô cũng đồng ý với ý kiến của các bạn. Bài của bạn Bảo Anh rất là tốt rồi. Nhưng mà ở đây cô thấy bài của anh rất là tốt rồi, nhưng mà với năng lực của con, cô thấy rằng là con có thể phát triển thêm. Ví dụ như là con có thể sáng tạo thêm phông nền Win, con có thể chuyển thành một cái phông nền khác. Con hiểu ý cô chưa, Bảo Anh? Dạ vâng. Mình có thể làm thêm để cho đẹp hơn, để cho sáng tạo hơn. Các bạn hoàn toàn có thể sáng tạo nhá, nhớ chưa? Nếu mình cảm thấy mình làm tốt rồi thì mình có thể sáng tạo. Và ở đây mình có thể sáng tạo thêm một mê cung nữa để nó khó hơn. Con hiểu ý cô chưa? Rồi, phần bài con rất là tốt rồi. Cô cảm ơn phần trình bày của Bảo Anh nhé.